Rồi, ok, xin chào các bác. Thì trên bàn em đây đang có một mớ cái cụm cáp sạc của con LG V60 các bạn. Thì các bác biết rồi đấy, cái con V60 ấy, thì cái bệnh hiện tại của nó bị phổ biến nhiều nhất ấy, đó là cái bệnh bị lỗi cái chân sạc như này. Thì thường thường ấy, em thấy là những anh em bán ấy, bán máy V60 ấy, thì thường thường có nói cái câu là máy đã được fix chân sạc. Thì cũng không hiểu là cái từ fix chân sạc đấy là fix như thế nào ấy các bác. Thì tại vì fix chân sạc ấy nó có rất nhiều cách. Thứ nhất là các bác có thể là vẫn giữ nguyên cái giữ nguyên nhé, giữ nguyên cái cọng cáp này và chỉ thay mỗi cái phần kim loại này thôi, cái phần kim loại này này, đấy, cái phần kim loại này thôi. Thì cái việc mà thay mỗi cái phần kim loại này thì nó cũng được thôi. Có nghĩa là vẫn có những cái cáp nó còn xịn ấy, thì nó vẫn được thôi. Nhưng mà thường thường ấy, là cái cách này ấy, nó sẽ không được bền mấy đâu, nó không được lâu dài mấy đâu. Tại vì các bác biết một điều như này này, khi mà một cái con V60 nào đó, đây là cái cáp zin nhé các bác nhé, khi mà một con V60 nào đó mà đã bị lỗi cái chân sạc này rồi ấy, thì thường thường ấy, là những cái chân này này, đây các bác nhìn thấy không, những cái chân ở trong này này, nó thường thường nó đã bị đứt ngầm rồi các bác nhé. Đấy, nó không bị đứt ngầm thì nó cũng tiếp xúc rất là kém, hoặc là nó vẫn có vấn đề gì đấy thì nó mới bị lỏng chân sạc thôi. Và các nhìn thế này, cái bo mạch ấy, cái bo mạch để giữ cái phần kim loại này này, các nhìn thấy không, nó rất là mỏng manh luôn này cơ, mà nó rất là dễ bẻ cong nữa này, nó rất là dễ luôn ấy. Có nghĩa là nó tại sao con V60 nó hay bị lỗi chân sạc là vì cái bo mạch này này nó mỏng manh quá, nó không giữ được. Đấy, nó không giữ được cái phần mối hàn mà hàn trên nó ấy. Đấy, dẫn đến là nó hay bị cái lỗi chân sạc như vậy. Thì thường thường ấy, anh em nói là fix chân sạc ấy, mà chỉ thay mỗi cái này ấy, thì thường thường là nó sẽ không được lâu bền. Vì vậy, tại vì có một em cũng nói lại luôn là nó vì nó bị hay bị cái hiện tượng là nó bị đứt ngầm cái chân trong này này, đứt ngầm cái chân ở trong này, dẫn đến là nó cũng được một thời gian thôi, xong rồi nó lại bị hỏng thôi. Đấy, thì cho nên các bác nếu mà mua cái máy nào đó mà anh em bán có nói là đã fix chân sạc ấy, thì các bác cũng nên hỏi kỹ là fix chân sạc như thế nào các bác nhé. Đấy, cho nên cho nó rõ ràng. Thì cái cách mà để mà fix chân sạc ấy mà ngon nhất hiện tại bây giờ ấy, là các bác thay luôn một cái cụm mới như này các bác nhé. Đây này, các bác thay luôn một cụm mới tinh luôn các bác nhé, cụm mới tinh gần như gọi là chưa sử dụng tí nào luôn. Đấy, thì chỉ cần người ta chỉ cắm và người ta test thôi thì là nó mới là chuẩn đét các bác nhé. Tại vì các bác biết sao không, cái chân sạc mới tinh này thì cái phần đụng chạm đến cái mên mạch ở trong này nó là ít, cho nên nó sẽ chắc chắn một điều là nó sẽ còn rất là ngon. Đấy, thì đây là cái cách mà xịn nhất các bác nhé. Thì khi mà các bác mua một cái bo mạch sạc của V60 mới như này thì các bác nó sẽ có hai cái loại nhé các bác nhé. Một cái loại là zin đét đẹp đẹp, nó như zin như như kiểu là cái máy cái cáp mà đi kèm cái con V60 khi mà nó xuất xưởng ấy, đấy gọi là cáp zin các bác nhé, cáp zin đét đấy. Còn có một loại thứ hai nữa, đó là cái cáp mà không phải là zin, đây là hàng linh kiện nhé các bác nhé. Thì thường thường ấy, các bác sẽ phân biệt nó rất là dễ thôi, nó sẽ có một cái màu khác khác hoàn toàn so với cái cáp zin nhé các bác nhé. Thường thường nó sẽ có màu vàng 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 nhạt hơn, còn cái này nó là màu nâu nhé các bác nhé, màu nâu luôn đấy nhé. Thì đây đây tất cả đây một mớ đây này, đây tất cả một mớ này là những cái cáp mà zin zin đét đẹp từ máy bóc ra của người dùng nhé, mà gửi về cho em thay các bác nhé. Thì em cũng thay luôn cả cái cáp mới, mà em gần như em không ít khi em sửa lắm. Đây thì còn có nguyên một mớ đây, còn nhiều nữa, nhưng mà các bác nhìn, cứ nhìn nhìn thấy này, đây là cái cáp zin nhé, cái cáp zin này. Thì đây cái cáp mà em đang có nhé, em đang bán cái cáp này nhé, em đang bán cái cáp zin này với giá là 350.000 các bác nhé. Thì 350.000 free ship các bác nhé. Thì đây các bác nhìn đây này, nó là y chang như nhau các bác nhé, màu các thứ là giống y chang như nhau luôn. Đấy, đây em cứ để trong ơi bỏ ra nhé. Đây, màu các thứ là y chang như nhau các bác nhé. Đấy, và có một điều nữa nhà các bác nhìn để ý nhé, có một để ý nhé, cái cáp zin ấy bao giờ nó cũng có cái như này này, cái cáp zin ấy đây đây này các bác nhìn này, cái cáp zin nếu các bác mua ấy, cáp zin bao giờ nó cũng còn cái miếng đây gọi là cái miếng kim loại ấy.
nó như kiểu là cái băng băng keo kim loại ấy. Nó dán từ đây qua đến đây, dán từ đây qua đến đây đây. Cái này cũng là zin, cái này cũng là zin thì nó sẽ có nhé. Còn thường thường những cái linh kiện ấy, nó sẽ không có đâu. Hoặc là cũng cũng có cái có nhé, nhưng mà có thể là không có, thì cái này nó cũng đơn giản thôi. Và nhiều khi những cái zin ấy kiểu như là người ta bóc từ máy này sang máy khác ấy, thì nhiều khi nó cũng làm mất cái miếng 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 keo kim loại này các bác nhá, nó bị bóc theo ấy. Thì cái này cũng không quan trọng, nhưng mà để mà có cái điểm để nhận biết ấy, thì là bác cũng soi cái đấy cũng được. Và thứ hai nữa, đầu tiên là màu nhé, và miếng kim loại này này. Và thứ hai nữa nhé các bác nhé, miếng nào miếng gì đây rồi đây nhá. Và thôi các bác nhìn này này, để em lấy cái này, cái trong cái phần trong cái phần linh kiện ấy, trong cái phần linh kiện nhé, trong cái phần linh kiện của cái con zin ấy, đây này, các bác nhìn thấy không? Đây này, đây cái chỗ phần này này, nó còn hai cái con linh kiện màu đen đen này này, đây này, đây một cái này, nhưng bên bên các bác nhìn này, các bác nhìn sang cái bên linh kiện này, nó sẽ không có đâu nhé, không có này, các bác nhìn thấy không? Không có luôn nhé. Đấy, bên này còn có này, đấy, các bác nhìn rõ gần này thì đó nào, gần hơi khó nhìn, đấy các bác nhìn như này. Đấy, có soi kỹ rồi nhá, chỗ này nè, chỗ này đáng lẽ nó phải có hai con linh kiện hàn ở đây nữa, như bên này nè, màu đen đen này, các thấy không? Đấy thì nó mới là con zin nhá các bác, nó mới là cái cáp zin nhá. Hai cái linh kiện này ấy, thì thực ra là nó không có ấy, thì cái cáp này nó vẫn hoạt động bình thường như như cáp zin đúng nhá các bác nhá. Nhưng mà đây chỉ là một cái phần để em để cho các bác biết được là cái cáp linh kiện ấy, thì nó sẽ đầy đủ cái linh kiện hơn. Cái cáp zin ấy nó sẽ đầy đủ cái linh kiện hơn là cái cáp gọi là cái cáp lô này đi, cái cáp linh kiện này đi, thì nó sẽ không đầy đủ bằng. Đấy. Tuy nhiên ấy, thì là nếu như mà cái cáp linh kiện này nó vẫn là mới tinh ấy, thì nó vẫn vẫn hoạt động bình thường như cái cáp này nhá. Đấy. Và thứ tư nữa là cái cáp lô ấy. Các bác nhìn này. Cái phần ở chỗ cái chỗ phần chỗ chân sạc này đúng không? Cái phần chỗ chỗ chân chân mối hàn này này. Nó không hề được đổ keo nhá, không hề được đổ keo ở đây này để nó tăng sự chắc chắn đấy. Không được đổ keo ở đây đâu. Đấy. Không được đổ keo ở đây. Như cái con zin này đâu. Đây, con zin này các bác. Con zin này các bác nhìn này. Đấy. Con zin này nó đã được đổ keo sẵn rồi các bác nhé. Nó được đổ keo từ nhà sản xuất luôn các bác nhé. Đấy, chứ không phải là về em mới đổ keo đâu. Nó được đổ keo từ nhà sản xuất rồi. Còn nếu như mà có những đợt mà em nhập phải cái hàng mà nó hàng linh kiện ấy, thì là tự tay em lại phải đổ cái keo vào đây để cho nó chắc chắn thêm nhé các bác nhé. Đấy, còn các bác mua trên thị trường ấy, thì các bác nếu mà có mua chỗ khác ấy, thì các bác hỏi kỹ xem đấy là hàng linh kiện hay là hàng zin các bác nhé. Đấy, và có những cái điểm để các bác phân biệt như trên thì bảo người bán người ta chụp hình cho. Đấy, thì cho nó an tâm hơn ý. Em nói thật là các bác dùng một cái cáp zin như thế này, dùng một cáp zin như thế này, em sẽ chắc chắn bảo đảm hơn là nó chắc chắn hơn và nó an tâm hơn khi mà sử dụng với các bác. Tuy nhiên ý, điều đấy cũng không phải là cứ cáp zin là nó sẽ không bao giờ bị lỗi chân sạc nữa đâu. Cái đấy hoàn toàn là không phải các bác nhé, nó chỉ là tốt hơn thôi. Nhưng mà nếu như bác về mà dùng theo kiểu mà cắm nó mạnh mẽ ấy, cắm nó mạnh bạo quá ấy, xong rồi các bác vừa cắm rồi còn vừa 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 cắm sạc vừa dùng ấy, thì nó cũng sẽ nhanh bị lại thôi các bạn. Có nghĩa là cái thế này, các bác về các bác dùng cái này, có nghĩa là cái cáp sạc này, cái chân sạc của V60 nó bị nhanh hay chậm ấy, nó vẫn đa phần là do anh em mình sử dụng thôi. Nếu mình sử dụng một cách nó nhẹ nhàng và cắm vào rồi, xong rồi cắm nhẹ, xong rồi cắm nhẹ nó ăn là được, xong rồi để ý một chỗ không không có sử dụng điện thoại nữa ấy, thì nó sẽ được lâu dài thôi. Em có sử dụng con V60 gần năm rồi, cho nên em biết em sử dụng nó cả năm này nó có vấn đề gì đâu. Đấy, cho nên là nhiều khi là anh em bị sợ cái hiện tượng mà con V60 nó bị chân sạc nhiều quá ấy, cho nên anh em sợ không dám mua. Đấy. Và thứ thứ năm nữa là khi mà các bác thay nguyên cái cụm chân sạc này, kể cả phích, kể cả thay bằng thay 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 chân nhá, thay chân, kể cả thay chân này, thì người ta cũng phải mang hết cái cáp sạc này ra để người ta khò ra người ta thay, thì nó hay bị hiện tượng nữa là nó bị lỗi vang hay là hú mic ấy.
vang vọng hú mic ấy, thì thường thường những anh em nào thợ nào mà làm chuẩn thì nó sẽ không bị thôi, còn anh em thợ nào mà làm kiểu ẩu ấy, không biết làm ấy, thì nó sẽ bị hú mic các anh nha. Và việc hú mic đấy nó sẽ ảnh hưởng như nào, thì khi mà các bác gọi điện bằng 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 sim ấy, kể cả bằng sim hay là bằng 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 loa ngoài, bằng bằng video cũng thế thôi, thì là cái bên người nghe bên kia ấy, người nghe bên 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 đầu dây bên kia ấy, là người ta sẽ bị thấy, người ta thấy sẽ bị vọng lại cái tiếng của chính người ta ở trong cái điện thoại của người ta đấy, thì người ta gọi là hiện tượng bị vọng mic là như vậy đấy. Cho nên các bác chú ý nhé, mà cái chiếc sạc này nó cũng bảo là dễ thay thì cũng rất là dễ thay thôi, nhưng mà bảo là khó thì cũng rất là khó đấy. Tại vì các bác biết này, đây này, đây này, đây này, cái chân sạc này, cái chân sạc của con V60 này này, nó là có hai lớp các bác nhá, hai lớp các bác nhá, đấy hai lớp luôn, cho nên là nó sẽ khó tay hơn là những cái chân sạc bình thường. Những chân sạc bình thường nó chỉ có một lớp thôi, nó dễ làm lắm. Còn cái chân sạc V60 này, đây em có một mớ đây này, nó sẽ dễ tay hơn là cái, à quên, nó sẽ khó tay hơn là những cái chân sạc khác nhé. Đây em sẽ bóc ra cho bác xem một cái cho nó chuẩn. Đây các bạn này, đây các bạn thấy không, cái chân sạc của con V60 này đây, đấy các bạn nhìn thấy không, nó sẽ có hai lớp đấy, này hơi khó nhìn một chút, đấy các bạn thấy không, đấy nó sẽ có hai lớp thôi nhá. Đấy cái lớp ngoài này, cái lớp ngoài này thì rất là dễ thôi, cái lớp ngoài này thì nhìn phát là mình có thể biết là nó ăn chân hay không ngay, nhưng mà cái lớp bên trong này này đấy là sẽ không nhìn thấy. Cho nên là anh em Hàn, anh em làm cái chân sạc này mà không có kinh nghiệm, không giỏi thì là hay bị hay không được lắm, nói chung là hay hay bị lỗi đấy, thì đơn giản là vậy thôi đấy. Thì thường thường ấy là những cái cáp mà em mà thay chân sạc này thì là phải test đi test lại rất là kỹ, sau đó thì đổ keo thứ cho chắc chắn. Còn thường thường bây giờ đây em mua về cả một mớ đây, nhưng mà lâu rồi em cũng chẳng thay luôn, chẳng dùng cái này để thay luôn các bác, tại vì thay cái giá thay nó cũng đắt rồi, giá thay nó cũng 200-300 nghìn, mà các bác mua một cái chân sạc mới như này dùng nó an tâm hơn, thì tội gì các bác không mua cái cáp mới mà thay cho nó sướng, tội gì đúng không? Đấy cho nên là anh em nào mà quan tâm về cái chân sạc của con V60 thì cũng không phải quá lo lắng nhé. À, bây giờ nó có đồ thay hết rồi, không phải sợ gì cả. Đấy cho nên các bác cứ yên tâm mà dùng thôi. V60 bây giờ vẫn là một con điện thoại nó rất là đáng dùng, và nó còn lên được hai sim nữa rồi, cho nên là dùng nó sướng lắm. Đấy cho nên là không sợ. Mỗi cái thiết kế nó hơi dở thế thôi, nhưng mà dùng nó vẫn, trong cái giá trị tiền nó mang lại thì nó vẫn là vô đối các bạn. Giờ nó có chỉ tầm 4 triệu thôi. 4 triệu các bác có chip 865 RAM 8 ROM 12. Đấy, còn con nào mạnh hơn nữa, màn hình thì đẹp, camera đẹp, âm thanh thì hay. Đấy, chả có gì mà chỉ chê mỗi nó thiết kế thôi. Đấy. Rồi ok các bác. Thì các bác nào cần thì liên lạc với em ở số điện thoại góc màn hình các bác nhé. Chào các bác.